muốn học lại từ đầu về web thì em thì cũng có học qua đến JS rồi ạ. Dựng được giao diện chưa? Dạ em đang làm về giao diện đơn giản rồi ạ. Có cụ thể không? Tức là có một cái web nào cụ thể mà em đã dựng được không? Em chưa, em chỉ làm giao diện thôi chứ em chưa làm được một cái chức năng trong máy em đâu ạ. Ok. Thank you, Hiếu. Tiếp theo đến Em sinh năm 2000, đang học ở Bách Khoa Tech. trẻ nhỉ. Em năm nhất. Anh lớn là anh muốn là thế là có học bên anh một một lớp ở khóa khác rồi đúng không? Đâu không, em chưa học về. Rồi ok, bạn tiếp theo đi. Phú Phú có đây không? Phú chắc là mở lên rồi đi đâu rồi đúng không? Ok, Ủa? tiến tiến Phú có thể giới thiệu qua một chút cho cả lớp được biết không? Đúng không? Đúng không? Gì đó? Chắc là Phú không có đây rồi. Ok, chúng ta sẽ đến bạn tiếp theo nha. Ai đó? Phú đi. Ai đó? Phú có đây không nhỉ? Gọi em đúng không? Ờ, Phú, em không không còn nhớ nhớ rõ. lại. Rồi, ok. Các bạn đang giới thiệu, thì em có thể giới thiệu một chút cho cả lớp được biết không? Em sinh viên năm 3 công nghệ thông tin, học ở kinh công, HUBT. Kinh công rồi, em biết rồi. Ok, là em là đã học qua ngôn ngữ nào ở trong trường chưa? Cũng học qua rồi nhưng mà cũng kiểu chưa, nói chung là cũng học qua cơ bản đấy anh ạ. Nói chung là kiến thức Chưa cơ nào bản về nhiều. lập trình là nắm được rồi đúng không? Vào Học sẽ học về web nó sẽ khá là dễ. Rồi ok, cảm ơn Tú. Tiếp theo bạn tiếp theo đi, bạn Ngọc. Hình như thứ tự nó bị thay đổi nhỉ. Ngọc Ngọc đâu rồi? Ngọc có đây không? Nguyễn Ngọc. Ok, chúng ta đi tiếp nhé. Trường trường có đây không nhỉ? Trường không có đây. Thôi giờ ok cũng khá là khó. Nói em có nghe rõ không? Rồi ok. Cái mic của em nói lên xem anh có nghe được không nào? Không được luôn. Anh đang muốn là em giới thiệu qua về bản thân cho cả lớp thì không biết là em có bên ở đầu bên đó em có nói được không? Anh nghe gì em nói Rồi như được rồi nào ấy. không? Em hiện tại em đang làm cũng ngành IT nhưng mà em làm bên mảng triển khai phần mềm thôi. Tức là Ngọc là đang đi làm rồi, đúng không? Nó cũng khá là rồi anh thấy là giới thiệu như này thì nó cũng khá là khó bởi vì là thứ nhất là đầu bên đó của các bạn nó cũng không được ổn về mic cũng như là đường truyền mạng thứ thì ok chúng ta sẽ đi đến cái bài học của buổi hôm nay luôn thì chúng ta sẽ làm quen ở trong nhóm sau đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ học buổi đầu tiên về 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 của khóa Fanen. Thì chúng ta kiến thức mà chúng ta sẽ học trong buổi này sẽ là về HTML và CSS đó. Thì nhưng mà bạn biết là khi mà chúng ta học lập trình web ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bỏ qua được ngôn ngữ HTML. Thì tại sao lại như vậy? Thì ở buổi này anh sẽ làm rõ cùng các bạn. Thì trước khi đến với cái chi tiết của buổi này thì anh muốn giới thiệu qua một chút về cái lộ trình của lớp mình, cái mà chúng ta sẽ học trong khóa này. Thì chắc là các bạn cũng đã được các bạn bên anh giới thiệu qua rồi khi mà đăng ký rồi. Tuy nhiên ở buổi này thì anh vẫn muốn là giới thiệu qua một chút, giới thiệu lại một chút
và để giúp các bạn, những bạn mới, đặc biệt là những bạn mới sẽ hiểu rõ hơn những cái mà chúng ta chuẩn bị học và ý nghĩa của từng cái mà chúng ta học trong cái khóa này, nó dùng vào cái việc gì khi mà chúng ta xây dựng và phát triển một trang web. Đó, thì các bạn có thể nhìn qua cái slide anh đang có ở đây. Thì đây, anh sẽ chạy ra lên một chút. Thì khóa này của chúng ta là khóa chuyên sâu về dựng giao diện web. Những kiến thức mà chúng ta sẽ học trong khóa này thì nó bao gồm kiến thức về HTML, kiến thức về CSS, JavaScript và những cái liên quan đến việc chúng ta phát triển giao diện cho một trang web. Đó, thì cái nội dung và cái thời lượng học của khóa này cũng như lịch học thì các bạn cũng đã nắm được thông qua những thông báo ở trên nhóm rồi. Thì chúng ta sẽ học theo lịch cố định là thứ ba và thứ sáu từ 20 giờ cho đến 22 giờ. Và thời lượng học của cả khóa này sẽ là 2,5 tháng. Và cái mục tiêu của chúng ta là kết thúc khóa học chúng ta sẽ mỗi bạn sẽ phải dựng được tối thiểu là ba cái giao diện. Nó cũng là cái đồ án của các bạn. Cái để các bạn có thể sâu được với nhà tuyển dụng là tôi có những kỹ năng về mảng này như thế này và cụ thể là tôi có những sản phẩm mà tôi làm được để sâu ra cho nhà tuyển dụng biết là chúng ta có những cái skill như thế này và cái mà chúng ta đang làm được để cho họ họ nắm được và đấy cũng là cái cơ hội cũng là cái để chứng minh cái khả năng của các bạn trước nhà tuyển dụng và cũng là cái để mà họ đánh giá các bạn khi mà phỏng vấn các bạn. Đó thì mục tiêu của lớp mình cho tất cả các bạn lớp này đó là sẽ phải xây dựng hoàn chỉnh được ba giao diện cuối khóa và giao diện ở đây nó sẽ chạy cho cả desktop và cho cả mobile, có nghĩa là có red on sheet. Đó thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ làm ở trong khóa này. Thì đầu tiên anh giới thiệu qua một chút. Thì khi mà các bạn học lập trình web ấy, thì thông thường các bạn sẽ nói đến HTML. Chúng ta sẽ nhắc đến HTML. Vậy thì HTML nó có vai trò gì? Đó. Và sau khi mà chúng ta học xong HTML thì chúng ta sẽ nói đến CSS. Đó. Và tiếp theo cuối cùng sẽ là JavaScript. Thì tất cả ba cái này nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái giao diện, một cái giao diện web và cái giao diện này nó sẽ chạy trên mọi nền tảng như là desktop, tablet hay là mobile. Đó thì ở trong khóa này thì chúng ta vẫn sẽ được học thêm về jQuery, nó là một cái thư viện để mà chúng ta viết những cái animation, những cái hiệu ứng cho một trang web và nó được viết từ JavaScript. Đó. Ok. Thì HTML thì chúng ta sẽ làm gì với nó? Các bạn có thể nhìn qua vào đây thì các bạn sẽ thấy là đối với HTML thì đây là những cái câu lệnh HTML cơ bản mà các bạn nhìn thấy khi mà chúng ta học HTML thì chúng ta sẽ phải làm những cái việc này. Đó. Đó, thì đối với giao diện, đối với HTML thì chúng ta khi mà chúng ta dựng giao diện cho một trang thì chúng ta sẽ được cái kết quả nó như thế này, có nghĩa là nó sẽ được một cái trang mà nhìn nó không được đẹp và nhìn nó khá là thô, nó sẽ như thế này như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Đó, và khi mà chúng ta chuyển sang dùng CSS thì vẫn cái giao diện đó và chúng ta đưa cái CSS vào thì lúc này kết quả của nó sẽ thay đổi, các bạn có thể nhìn thấy vẫn là một cái code HTML như ban đầu như thế này. Đây, vẫn là một cái menu như thế này. Nhưng sau khi mà chúng ta apply giao diện vào, apply CSS vào, đưa CSS vào thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này giao diện của chúng ta nhìn nó có bố cục rõ ràng hơn và cấu trúc của nó nhìn cũng dễ nhìn hơn và cái thứ hai nữa là nhìn nó đẹp hơn. Đó. Và cái cuối cùng mà chúng ta học đó là JavaScript và jQuery. Thì hai cái này nó sẽ giúp cho chúng ta vào việc gì? Thì đối với JavaScript và jQuery
nó sẽ giúp cho chúng ta xử lý được những cái animation, những cái hiệu ứng ở trên một trang web, và nó giúp cho chúng ta handle được những hành động của người dùng khi mà họ sử dụng trên trang web của chúng ta. Thì ở đây anh có ví dụ như thế này, thì các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có hai cái dòng cốt ở trên, phía trên là JavaScript và phía dưới là chúng ta viết bằng jQuery. Thì hai cái đoạn cốt này có vai trò, có chức năng giống như nhau, tức là hai đoạn này có chức năng là giống nhau, nhưng các bạn thấy là cách viết của nó, một cái là dành cho, một cái viết bằng JavaScript và một cái viết bằng jQuery, thì cái cú pháp và cách viết của nó thì nó khác nhau đó. Và khi mà chúng ta chạy hai cái đoạn lệnh này lên thì chúng ta sẽ thấy nó bật ra một cái thông báo như thế này: khi mà người dùng click vào một cái element nào đó, một cái button hay là một cái link nào đó ở trên trang, thì nó sẽ show ra cho chúng ta thông báo như thế này. Thì đây là vai trò của JavaScript và jQuery đó, có nghĩa là nó bắt được những cái hành động mà người dùng thao tác ở trên trang đó, các bạn có thể thấy như vậy đó. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ học trong khóa này. Ngoài ra nữa thì nó còn một vài cái nữa mà anh không đưa vào đây, đó là chúng ta sẽ được làm việc với Bootstrap phiên bản version mới nhất là 4.x. Chúng ta sẽ được làm việc với Photoshop, thì cái này các bạn sẽ phải cài lên trên máy của các bạn. Thì chúng ta sẽ sử dụng Photoshop để cắt giao diện, để chuyển giao diện từ file design sang file HTML đó. Và các bạn sẽ được học thêm những cái nâng cao hơn nữa liên quan đến JavaScript, như là ES6, hay là các bạn sẽ được học về Webpack hay là Sass, những cái thư viện để chúng ta viết CSS đó. Thì đấy là toàn bộ những cái mà chúng ta sẽ học trong khóa này, và đấy là những cái thông tin tổng quan nhất mà anh muốn giới thiệu cho các bạn. Còn hôm nay cái mà chúng ta sẽ làm quen đầu tiên đó chính là HTML. Thì ở buổi này anh sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về HTML đó. Ok, anh sẽ tạo ra một cái folder ở đây, sẽ là funnel. Anh sẽ để folder này là Suntech funnel class. Trong quá trình anh giảng thì các bạn thấy là có phần nào các bạn không hiểu, hay là các bạn chat lên, hoặc là các bạn cứ nói, vì anh đeo mic thì anh sẽ nghe được đó. Thì giống như chúng ta học ở trên lớp thôi, có bất kỳ vấn đề gì thì các bạn có thể hỏi luôn trực tiếp và anh sẽ giải đáp cho các bạn. Ok chưa? Đó. Thì lớp mình tất cả các bạn đều sử dụng Submantec chứ? Có bạn nào dùng khác Submantec không? Photoshop thì hầu hết mọi người đều đang cài là bản Crack. Anh có thể gửi cho các bạn cái bản Crack của Photoshop để các bạn dùng, các bạn có thể cài lên. Ok không? Đó. Rồi ok, các bạn có thể sử dụng Submantec hoặc là sử dụng Visual Code, VS Code của thằng Microsoft, hai cái bản đó đều nhẹ. Đó. Thì ở đây anh sẽ sử dụng Submantec. Và những bạn nào mà đang sử dụng Submantec thì thao tác như thế này giống anh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái thư mục. Cái thư mục này chúng ta sẽ sử dụng xuyên suốt khóa học luôn. Có nghĩa là sau này ở trong thư mục này chúng ta sẽ có từng buổi học, chúng ta sẽ lưu ở đây. Thì các bạn mở Submantec lên này. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái menu trên thằng Submantec. Và anh sẽ add cái folder mà chúng ta vừa tạo ra đây các bạn. Các bạn vào cái menu project và add folder to project này. Đó, anh quay ra desktop, các bạn có thể lưu vào một ổ nào đó ở trên máy của các bạn nhé, thì nó sẽ tránh bị mất dữ liệu. Đây, anh sẽ select và chọn như thế này. Ok chưa? Đó. Thì các bạn
Add nó vào project thì đến khi mà các bạn tắt sắp lam đi và các bạn mở lại thì các bạn không cần phải tìm đến thư mục nữa, nó sẽ load tất cả lên đây cho các bạn. Thì lúc đó các bạn sử dụng và xem lại những cái của buổi trước nó dễ dàng hơn. Ok chưa? Rồi. Và ở đây anh sẽ tạo ra một cái folder là lesson 1. Đó. Được chưa các bạn? Anh sẽ tạo ra folder là lesson 1. Và buổi này, ở buổi lesson thì chúng ta sẽ có một cái file là document. Tức là anh sẽ nốt lại những kiến thức mà chúng ta sẽ học trong cái buổi trong từng buổi. Đây, anh sẽ để là document. Chấm và đây giả sử như vậy. Đó, ok chưa? Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về HTML. Đó. Thì ở slide này anh cũng đã có chuẩn bị cho từng cái phần học, cho từng cái đầu mục trong cái phần HTML này thì anh sẽ gửi các bạn vào cuối buổi. Đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải hiểu được là HTML nó là gì. Đó. Và tại sao chúng ta phải sử dụng HTML. Thì anh có một ví dụ như thế này. Về HTML là gì thì anh nghĩ là các bạn cũng đã nắm được rồi. Đó, bởi vì sao? Cái này thì các bạn, cái khái niệm về HTML thì các bạn dễ dàng tìm nó được ở trên Internet. Có rất nhiều nguồn chia sẻ những cái khái niệm về HTML và nó có rất là nhiều cách định nghĩa khác nhau. Đó. Thì các bạn chỉ cần hiểu cho anh đó là HTML nó là ngôn ngữ siêu văn bản. Ngôn ngữ siêu văn bản. Hiểu đơn giản cho anh như vậy. Và nó là ngôn ngữ duy nhất mà trình duyệt nó có thể biên dịch được. Duy nhất mà trình duyệt biên có thể biên dịch được. Đó. Tại sao anh lại đưa ra cái yếu tố này? Bởi vì sao? Các bạn biết là khi mà các bạn học về web thì chắc chắn ngôn ngữ đầu tiên mà các bạn phải đi qua đó là HTML. Nếu mà các bạn không biết HTML thì chắc chắn các bạn sẽ không thể làm được web. Bởi vì sao? Bởi vì HTML nó là ngôn ngữ duy nhất mà trình duyệt nó có thể biên dịch được. Các bạn nhớ cho anh như vậy. Thì trình duyệt ở đây có nghĩa là gì? Trình duyệt ở đây có nghĩa là những cái chương trình mà các bạn dùng để truy cập vào các trang web, ví dụ như là Chrome này. Chúng ta có Chrome này. Đó, trình duyệt thì chúng ta có như là Chrome. Đó, hay là cốc cốc, ở Việt Nam các bạn hay dùng cốc cốc, hay là còn chúng ta có Firefox, kiểu như vậy, Firefox, Opera, rồi rất nhiều nữa. Trên mobile thì nó có Safari này, trên iOS có Safari, đó, ở trên Android thì vẫn là Chrome. Đó, thì đây là những cái quen thuộc của chúng ta hay dùng, hay là bên Windows thì nó có Internet Explorer, mặc dù là cái đó bị Microsoft nó khai tử rồi nên nó thay thế bằng một trình duyệt mới hơn rồi. Đó, thì đại loại là như vậy. Thì HTML nó là ngôn ngữ duy nhất mà trình duyệt nó có thể biên dịch được. Nên là khi mà chúng ta học về HTML thì chắc chắn học về web chắc chắn là chúng ta sẽ phải biết HTML. Và mã của HTML thì nó như thế nào? Anh giả sử đây là một cái giao diện trang Facebook, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và khi mà chúng ta kích chuột phải vào trang và xem nguồn trang này, hay là các bạn nhấn Ctrl U ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ cái mã code của trang Facebook, hay là anh vào trang vinfast.vn tương tự. Đây, anh vào đây trang này thì nó nhẹ hơn. Thì các bạn nhìn thấy cái giao diện của trang vinfast thì nó rất là đẹp và ảnh các thứ nó sâu lên như thế này. Đó. Nhưng mà khi chúng ta kích chuột phải và sâu mã nguồn của trang lên thì các bạn thấy là lúc này các bạn sẽ nhìn thấy được những cái mã lệnh, những câu lệnh HTML mà cái trang VinFast đang dùng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó,
ví dụ như thẻ đích, thẻ main, thẻ session đó, thì tất cả những cái mã lệnh này, những cái mã code này nó tạo ra được cái giao diện như các bạn đang nhìn thấy đó. Và để chuyển đổi được, tức là chuyển hóa được từ cái mã lệnh như thế này thành cái giao diện đẹp lung linh như các bạn đang nhìn thấy đây, thì nó là thằng trình duyệt nó sẽ biên dịch cho chúng ta đó. Tức là công việc đó trình duyệt nó sẽ xử lý và biên dịch cho chúng ta để nó hiển thị lên cho chúng ta được cái giao diện như thế này. Ok chưa các bạn? Và giao diện này thì chắc là có chạy cho cả mobile nữa, thì các bạn có thể test ngay ở đây để các bạn có thể xem đây khi chạy trên mobile. Thì dù chạy trên giao diện trên nền tảng nào đi chăng nữa thì code của nó vẫn không thay đổi, các bạn nhìn thấy này, thì các mã HTML của nó vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi cả. Ok chưa? Chỉ là cách hiển thị nó khác thôi, thì cái này chúng ta sẽ phải dùng CSS để chúng ta xử lý, được chưa? Đó, thì qua đây các bạn lớp mình hiểu hơn về thằng HTML chưa? Đó, thì mục đích của nó là để tạo ra được cái cấu trúc và bố cục cho một trang web. Như các bạn nhìn thấy đây, thì toàn những cái phần code mà các bạn nhìn thấy ở đây, ở bên phải này, nó là code HTML và nó tạo ra được cái cấu trúc, cái bộ khung cho một trang web. Cho trang web thì cụ thể đây là trang VinFast, được chưa các bạn? Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái quan trọng hơn, đó là cấu trúc của một trang HTML và cách định nghĩa. Và cách chúng ta định nghĩa đó, thế để làm thế nào để chúng ta có thể định nghĩa được một trang, có nghĩa là làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra được một trang HTML đó. Thì các bạn nhìn thấy ở đây, đây là một trang VinFast đúng không, đúng không? Thì khi các bạn chạy thì các bạn sẽ được giao diện như thế này. Bây giờ chúng ta muốn tạo ra một trang khác, giả sử ở đây anh sẽ tạo ra là page1.html. Thì từ cách tạo này, từ ví dụ anh tạo này, thì chúng ta sẽ rút ra được cái quy luật, cú pháp để chúng ta tạo trang, đó là format đấy. Trang HTML thì nó sẽ là file, đó là tên file, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Chúng ta sẽ tạo ra tên file, cụ thể ở đây tên của nó là page, và nó sẽ có đuôi file, tức là phần mở tập của file, nó là .html như thế này, được chưa các bạn? Lúc này anh có trang page, anh muốn chạy cái trang page.html lên thì anh chỉ cần open và anh kích chuột phải vào và anh nhấn open in browser thì anh sẽ chạy được cái trang page.html lên như thế này. Đó, được chưa các bạn? Nhưng các bạn thấy là trang page.html ở đây nó không hề có nội dung gì cả. Tại sao lại như vậy? Thì đơn giản mà chúng ta vẫn chưa định nghĩa gì vào trong đây, có nghĩa là chúng ta vẫn chưa viết một dòng code HTML nào cả. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái cấu trúc của một trang, sau đó chúng ta mới tìm hiểu cụ thể hơn. Tiếp theo là cấu trúc của trang HTML. Cấu trúc của trang HTML đó, thì cấu trúc của một trang HTML thì nó sẽ bao gồm các thành phần. Các bạn phải nhớ được cho anh nhé, muốn viết được code HTML thì trước hết các bạn phải nhớ được cấu trúc bên trong của một trang HTML nó bao gồm thành phần nào. Thì nó sẽ bao gồm, nó sẽ bắt đầu bằng thẻ HTML và nó sẽ đóng thẻ HTML như thế này. Đây, được chưa các bạn? Nó bắt đầu bằng thẻ HTML và đóng thẻ HTML. Thì các bạn thấy là cái thẻ đầu tiên này, cái thẻ thứ nhất này, nó gọi là thẻ mở. Đây, nó gọi là thẻ mở. Ok chưa? Thẻ mở. Và cái thẻ này nó gọi là thẻ đóng. Thì các bạn sẽ thấy là đối với thẻ mở và thẻ đóng
thì các bạn thấy là nó sẽ chỉ khác nhau bởi cái dấu backslash này thôi. Đó. Và bên trong thẻ HTML thì chúng ta sẽ có thẻ đầu trang là head như thế này. Đó, nó như thế này. Được chưa các bạn? Và sau thẻ head nó là thẻ body, nó là thẻ thân trang như thế này. Ok chưa? Thì đây là thẻ thân trang. Được chưa các bạn? Đó. Và bên trong thẻ head thì chúng ta sẽ có thẻ title. Đây. Thì cái thẻ này nó gọi là thẻ tiêu đề của trang. Anh sẽ viết ra đây để các bạn nắm được đã. Đó, cái này là tiêu đề của trang. Nội dung tiêu đề trang. Đó, và bên trong body thì chúng ta sẽ có code các thẻ HTML khác. Đó, các bạn nhớ trang như vậy. Thì đây là cấu trúc cơ bản của một trang HTML. Lúc này anh sẽ copy cái cấu trúc này, anh ném vào trong page.html như thế này. Đó, được chưa? Lúc này chúng ta chạy lên này. Chúng ta sẽ chạy cái trang page.html lên. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, nội dung của trang vẫn chưa có gì. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này trong body của nó chưa có gì cả. Được chưa? Nhưng các bạn thấy là lúc này cái tiêu đề của trang nó đã thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong header chúng ta có thẻ tiêu đề. Thì cái thẻ tiêu đề này chính là cái thẻ mà nội dung của nó sẽ hiển thị lên trên cái thanh tab của trình duyệt như thế này. Được chưa? Thì đây là một cái cấu trúc chuẩn của một trang HTML. Nó là như thế này. Ok chưa các bạn? Và anh sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể tạo nhanh được một trang HTML. Tức là tạo nhanh cấu trúc của một trang HTML. Thì các bạn chỉ cần gõ HTML như thế này. Đối với những bạn dùng sắp làm text nhé. Sau đó các bạn nhấn tab, nhấn phím tab. Đó, các bạn sẽ thấy là nó cũng tạo ra cho chúng ta được cấu trúc của một trang HTML này. Không có gì khác so với cái chúng ta vừa làm. Nó chỉ có một cái khác ở đây, đó là nó sinh ra cho chúng ta một cái doc type là HTML. Cái này là nó là quy định của thằng W3C. Đó, thì nó không ảnh hưởng gì đến việc chúng ta dựng cấu trúc trang cả. Được chưa? Đây, bây giờ anh chạy lên này. Đó. Thì các bạn thấy là khi mà cái thẻ tiêu đề này bỏ trống thì chúng ta sẽ có một cái tiêu đề khác thay thế, chính là bằng tên trang. Các bạn nhìn thấy ở đây không? Tên trang là page.html. Thì ở đây sẽ là page.html. Được chưa bạn? Ok, các bạn đã nắm được cấu trúc của một trang HTML chưa? Lớp mình đã nắm được chưa? Có ai có câu hỏi gì không? Anh đi tiếp nhé. Có ai có câu hỏi gì không? Sắp làm tết các bạn viết HTML thì các bạn không cần phải cài thêm cái gì nhé. Bởi vì nó hỗ trợ khá là tốt rồi. Trong header còn những thẻ nào thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nó. Ok chưa? Các bạn nắm được cho anh thứ nhất là cấu trúc trang đã, cách tạo trang. Cách tạo trang này, cách tạo ra cấu trúc. Cấu trúc sườn của một trang, khung sườn của trang. Được chưa? Và bên trong thẻ header này và bên trong thẻ body nó còn rất rất nhiều thẻ HTML khác nữa thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nó bây giờ. Đây, các bạn muốn viết nhanh thì như thế này. HTML không làm gì, chỉ nhấn tab luôn này. Đó, ok chưa? Anh sẽ để là page 1 listen 1. Rồi, ok.
Trước khi đến với các thẻ HTML thì chúng ta sẽ tìm hiểu về quy luật cấu trúc của một thẻ HTML. Chúng ta vừa tìm hiểu về cấu trúc của một trang rồi, đây, cấu trúc bên trong của một trang HTML rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của một thẻ HTML và cái quy luật để chúng ta có thể nhớ được tất cả các thẻ HTML. Các bạn biết là có rất nhiều thẻ HTML và chúng ta sẽ không thể nhớ được hết tất cả nếu mà chúng ta không có quy tắc. Đúng rồi đấy, khả năng là sẽ em chưa lưu file đó. Ok chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của một thẻ HTML. Theo các bạn thì có bao nhiêu thẻ HTML các bạn? Cả HTML 4 và HTML 5. Theo các bạn có bao nhiêu thẻ? Các bạn có nhớ được hết không? Anh thì anh không nhớ được hết. Anh chỉ nhớ được đâu đó khoảng 10 thẻ đủ về thôi. Nhưng mà đủ để mà làm được hết tất cả những trang web trong thực tế, những dự án trong thực tế. Các bạn nhớ được bao nhiêu thẻ HTML ở trong đầu? Và theo các bạn thì có bao nhiêu thẻ HTML? Theo các bạn là có bao nhiêu thẻ HTML? Không nhớ được đúng không? Rất là khó để nhớ. Thì anh sẽ có một ví dụ như thế này để chúng ta từ đó chúng ta rút ra được cái quy luật, nguyên tắc và những cái cấu trúc chung của một thẻ HTML. Thì chúng ta sẽ có cái cấu trúc như thế này. Đó là anh lấy ví dụ anh có một cái thẻ A như thế này. Thì trong HTML nó gọi là thẻ liên kết. Anh để ở Google. Đó, sau đó anh có một cái thẻ H1 như thế này. Anh để đúng. Đó, sau đó anh có một cái thẻ input như thế này. Anh để placeholder là vui lòng nhập tên. Đó. Cuối cùng anh có một cái thẻ đích như thế này. Anh có nội dung là this in tag đích. Đó. Ok chưa? Bây giờ anh chạy nó lên. Đó. Lúc này các bạn nhìn thấy page 1 của anh đã có nội dung. Được chưa? Và các bạn thấy là rõ ràng là chúng ta có 4 thẻ HTML nhưng nội dung hiển thị lên trên rất là khác nhau. Đó. Bởi vì sao? Mỗi thẻ nó có những tính chất khác nhau nên là trình duyệt nó sẽ biên dịch cũng khác nhau. Được chưa? Đó. Nhưng mục tiêu của anh ở cái ví dụ này đó là chúng ta tìm ra cái quy luật của một thẻ HTML. Đó. Thì từ ví dụ này các bạn rút ra được cái gì? Quy luật của một thẻ HTML đó là gì? Cấu trúc của thẻ HTML nó sẽ là gì các bạn? Nó sẽ là đây, các bạn nhìn vào thẻ A thì nó luôn có thẻ đóng và thẻ mở. Ok chưa? Đó, thì nó sẽ là có luôn có thẻ đóng thẻ mở này. Thẻ đóng và mở. Ok chưa các bạn? Được chưa? Và bên trong, tức là bao giữa hai thẻ, giữ thẻ đóng mở thì sẽ có nội dung, tức là nằm giữ thẻ đóng mở. Đóng mở là nội dung. Được chưa các bạn? Đây, ví dụ như giữ thẻ A, thẻ mở A và thẻ đóng A thì chúng ta có nội dung là một go. Giữ thẻ mở H1 thì, và thẻ đóng H1 chúng ta có tiêu đề nội dung như thế này. Ok chưa? Và giữ thẻ mở div và thẻ đóng div thì nó sẽ có nội dung như thế này. Được chưa? Các bạn rút ra được quy luật chưa? Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ rút ra được đó là tag name. Cái cấu trúc chung nó sẽ là như thế này. Đây,
mở thẻ tag name và đóng thẻ sẽ là tag name. Đó, tên thẻ mở và thẻ đóng trùng nhau, giống nhau. Và đóng luôn giống nhau, luôn phải giống nhau, thêm chữ phải vào. Được chưa các bạn? Đây, các bạn nhìn thấy nó giống nhau này. Đó, ok chưa? Đó, đấy là quy luật đầu tiên. Tiếp theo các bạn nhìn cho anh. Đó là gì? Các bạn nhìn vào thẻ A. Các bạn thấy là trong thẻ A, tức là trong thẻ mở, nó sẽ có chữ href và title như thế này. Thì hai cái này nó gọi là cái gì? Nó gọi là thuộc tính của thẻ. Đó. Và trong thẻ input này chúng ta cũng nhìn thấy có ba cái thuộc tính là type, name và placeholder. Trong thẻ div này chúng ta cũng nhìn thấy một thuộc tính có tên là class. Ok chưa? Vậy từ đây các bạn rút ra được cái gì? Một thẻ. Và các bạn nhìn vào thẻ H1 thì không có thuộc tính nào. Đây. Thì chúng ta sẽ rút ra được một điều, đó là một thẻ có thể có một hoặc nhiều hoặc không có thuộc tính. Có đúng không các bạn? Có đúng không? Một thẻ có thể có một hoặc là có nhiều hoặc là không có thuộc tính nào. Ok chưa? Và thuộc tính của thẻ luôn luôn nằm ở thẻ mở. Đó, nhớ cho anh nhé. Thuộc tính của thẻ luôn nằm ở thẻ mở. Đó, các bạn nhớ cho anh nhé. Thuộc tính của thẻ luôn luôn nằm ở thẻ mở. Được chưa? Các bạn nhìn thấy này. Luôn nằm ở thẻ mở. Ok chưa? Ok chưa các bạn? Đó. Và một cái đặc biệt nữa, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Các bạn nhìn thấy thẻ input thì các bạn thấy sao? Thẻ input không hề có thẻ đóng, có đúng không? Từ đây các bạn rút ra được điều gì nữa? Đó là một thẻ HTML là trong một số trường hợp đặc biệt. Trong một số trường hợp thì chúng ta có thẻ không có thẻ đóng. Không có thẻ đóng. Ok chưa các bạn? Nhưng không có nghĩa là nó không đóng thẻ. Nó chỉ là không có thẻ đóng nhé. Nhưng không có nghĩa là không đóng thẻ. Mà nó sẽ, những thẻ mà không có thẻ đóng, nó sẽ đóng thẻ trên chính nó. Như thẻ input này thì nó sẽ đóng thẻ trên chính nó. Đóng thẻ trên chính nó. Chính nó. Ví dụ các bạn nhìn vào input thì nó đóng thẻ trên chính nó. Hay là anh có thẻ xuống dòng thẻ BR, nó cũng đóng thẻ trên chính nó. Hay là thẻ tạo được kẻ ngang HR như thế này. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ có một vài cái thẻ HTML đặc biệt như vậy. Được chưa các bạn? Rồi, ok. Anh sẽ mua cái này ra. Đây. Được chưa các bạn? Đó, thì anh sẽ mua nó ra như thế này. Ok chưa? Đó, thì đây là một vài cái quy tắc để các bạn có thể nhớ được hầu hết tất cả các thẻ HTML. Một cái nữa cuối cùng, cái cực kỳ quan trọng đó là gì? Các bạn hoàn toàn có thể định nghĩa một thẻ HTML theo ý mình. Tức là có thể định nghĩa thẻ HTML theo ý muốn. Đó, ok chưa các bạn? Ok chưa các bạn? Đây, anh lấy ví dụ
Bình thường các bạn sẽ nhìn thấy là trong HTML nó sẽ có những thẻ có sẵn, hỗ trợ sẵn như là div này, span này, image này, video này, rất rất nhiều thẻ khác. Nhưng các bạn sẽ ít khi thấy một cái thẻ như thế này. Ví dụ anh muốn được nhiễm theo ý của anh sẽ để một thẻ là sinh viên như thế này. Đó, thì chúng ta cũng có thẻ đóng thẻ mở thôi. Đó, ok chưa? Và anh để đây là this tag student như thế này. Anh chạy lên thì nó không khác gì một thẻ HTML khác cả. Đây, nó giống như thẻ đích. Được chưa các bạn? Đó, và thậm chí trong thẻ student anh hoàn toàn có thể định nghĩa ra ID. Đó, hay anh định nghĩa ra class như những thẻ khác. Ok chưa? Đó, thì từ đây các bạn có cần nhất thiết là phải nhớ hết tất cả các thẻ không? Chắc chắn là không, đúng không? Chúng ta chỉ cần nhớ những thẻ quan trọng thôi. Đó, còn đâu sau này chúng ta cứ muốn làm việc với thẻ HTML nào, các bạn chỉ cần xem biết cái tên của nó và sẽ biết cách dùng nó như thế nào. Ok chưa? Đó, như anh vừa làm. Đó, hay là anh có thẻ product, giả sử như vậy. Đây, rõ ràng là chúng ta không bao giờ tìm thấy một cái thẻ HTML nào có tên là product, nhưng mà khi chúng ta viết giao diện cho một trang thì chúng ta hoàn toàn thể định nghĩa theo ý của mình và nó không ảnh hưởng gì cả. Ok chưa? This, anh để đây là this y tag product như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Được chưa? Rồi, ok. Anh giả sử anh chạy lên, chạy cái trang này lên, anh lưu nó lại này và chạy nó lên thì không vấn đề gì cả. Đó, ok chưa? Đó, thì chúng ta đã tìm hiểu qua được cái cấu trúc của một trang rồi, cấu trúc của một thẻ HTML rồi, và những nguyên tắc, những quy tắc để có thể nhớ được và chúng ta có thể làm chủ được một thẻ HTML, thì anh đã liệt kê ra những quy tắc rồi. Đó, ok chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào các thẻ HTML cụ thể. Các thẻ HTML thường dùng. Đó, ok chưa? Các bạn nhớ cho anh một điều, đó là khi chúng ta muốn dựng nội dung cho một trang web, dựng bố cục cho một trang web, thì tất cả các thẻ HTML mà các bạn sử dụng, các bạn phải đặt nó ở trong body. Nhớ cho anh nhé. Tất cả các thẻ HTML mà các bạn muốn sử dụng, các bạn phải đặt nó nằm ở trong body. Được chưa? Các bạn phải đặt nó nằm trong body. Nếu mà đặt ngoài body sẽ lỗi. Ok chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi tạo một trang web thông qua các thẻ mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây. Ví dụ, anh sẽ tạo ra là đầu tiên, thẻ đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là thẻ tiêu đề, nội dung tiêu đề, thể hiện nội dung tiêu đề. Như các bạn biết là thẻ title là thể hiện nội dung của trang. Còn trong HTML nó hỗ trợ cho chúng ta một nhóm các thẻ thể hiện cho tiêu đề của một nội dung. Thì chúng ta có thẻ H như thế này. Từ H1. Thì anh biết được tên thẻ H1 thì anh sẽ biết thẻ này dùng như thế nào. Đúng không? Tiêu đề cho nội dung. Đó, ok chưa các bạn? Rồi, ok. Được chưa? Được rồi, đúng không? Ok. Và chúng ta có một danh sách các thẻ tiêu đề, đó là từ H1 cho đến H6 như thế này. Đó, anh chỉ cần nhắc như vậy thôi là các bạn đã biết là chúng ta định nghĩa 6 cái thẻ đó như thế này. Đây, chúng ta có từ H1 đến H6 như thế này. Chúng ta có H4, H5, H5, H6. Đây, được chưa các bạn? Bây giờ anh chạy thử lên này.
anh đặt tên trang ví dụ như là page 2 các thẻ tiêu đề .html đó, anh tạo cấu trúc trang, ok chưa? Anh gọi là các thẻ tiêu đề. Đó, được chưa các bạn? Và bây giờ anh chạy nó lên. Thì ở trong HTML, các thẻ tiêu đề này trình duyệt nó sẽ hiểu và nó sẽ biên dịch ra là khác nhau. Cụ thể chúng ta chạy lên như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là điều gì ở đây? Các bạn sẽ thấy điều gì ở đây? Ok Cường. Các bạn nghe được anh nói không? Alo. Lớp mình có nghe được anh nói không? Ờ, rồi ok. Ok ok. Đó. Thì danh sách các thẻ đây các bạn nhìn thấy chưa? Danh sách các thẻ tiêu đề cho nội dung. Thì chúng ta có danh sách các thẻ từ H1 đến H6. Ok chưa? Và trình duyệt nó biên dịch 6 cái thẻ này khác nhau. Đó là khác nhau ở cái gì? Khác nhau ở chỗ là cái phông chữ này nó giảm dần từ H1 cho đến H6. Đó, cỡ chữ nó bé dần. Được chưa? Đúng rồi, chính xác. Đó, ok chưa? Thì ở đây chỉ có một cái lưu ý, nó không liên quan đến việc chúng ta dựng giao diện cho trang web lắm, nhưng anh vẫn cứ nói đến ở đây bởi vì nó liên quan đến khái niệm về SEO. Đó, thì đối với SEO, tiêu chuẩn về SEO thì trên cùng một trang, trên cùng một trang nhé, một trang chỉ nên sử dụng một thẻ H1. Ok chưa? Các bạn nhớ cho anh nhé. Trên cùng một trang chỉ nên sử dụng một thẻ H1 thôi. Đó, nhớ cho anh như vậy. Rồi, ok. Thì đây là danh sách những thẻ thể hiện tiêu đề cho nội dung. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp theo, đó là thẻ thể hiện đoạn văn. Đó, thì ở trong HTML nó hỗ trợ cho chúng ta thẻ P như thế này. Đó, viết tắt của paragraph. Và bên trong thẻ P này nó là nội dung. Tại sao chúng ta lại cần thể hiện đoạn văn? Tại vì như thế này. Anh lấy ví dụ, anh vào trang VinFast và anh lấy một bài báo nào đó đi. Đây, các bạn nhìn thấy đây là một cái nội dung của một trang báo, ok chưa? Và các bạn nhìn thấy từng đoạn văn thể hiện ở trong cái nội dung này. Đó, tức là từng đoạn ở đây nó sẽ thể hiện từng đoạn như thế này. Và anh giả sử anh copy như thế này, anh copy 3 cái đoạn này, anh paste vào cái trang page 2 của chúng ta. À, anh sẽ tạo ra page 3 như thế này, page3.html. Đó, ok chưa? Anh thêm một cái đây để các bạn sau này các bạn học lại cho nó dễ. Đó là thẻ thể hiện đoạn văn, thẻ cho đoạn văn bản. Đó, anh tạo ra cấu trúc trang rồi, thẻ p. Đó, nếu mà anh paste vào như thế này, anh paste cái nội dung mà anh vừa copy vào như thế này, các bạn nhìn ở trên Sublime Text thì các bạn nhìn thấy là đây rõ ràng là 3 đoạn văn rồi. Đây, trong body này anh đang nhìn thấy là có 3 đoạn văn, được chưa? Nhưng khi chúng ta chạy lên thì trình duyệt nó không hiểu được, ok chưa? Nó sẽ không hiểu được cái khoảng enter này. Đây, nó sẽ không hiểu được. Đó, thế nên khi mà chúng ta trình bày văn bản
mà có đoạn văn thì chúng ta sẽ phải sử dụng thẻ P. Đây, anh sẽ bọc từng cái đoạn này vào, từng cái nội dung này vào thẻ P như thế này. Thì chúng ta sẽ có 3 thẻ P tương ứng với 3 nội dung. Đây. Đó, ok chưa? Bây giờ anh chạy lại này. Đó, các bạn thấy chưa? Thì nó thể hiện thành 3 nội dung như thế này. Khi mà chúng ta thu nhỏ lại thì nhìn nó thành từng đoạn này nó rõ ràng hơn. Đó, ok chưa các bạn? Được chưa? Đó, thì các bạn nhớ cho anh nhé. Khi mà các bạn muốn trình bày nội dung theo đoạn thì các bạn nhớ cho anh đến thẻ P. Tiếp theo anh sẽ nói đến thẻ thể hiện phông chữ. Thể hiện phông chữ. Phông chữ. Thì chúng ta sẽ có thẻ phông như thế này. Thì trong thẻ phông thì chúng ta cần nhớ hai thuộc tính quan trọng. Đó là thuộc tính về color, quy định màu chữ. Thì ở đây nó sẽ là mã màu. Còn thuộc tính thứ hai đó là size, quy định cỡ chữ. Các bạn chỉ cần truyền vào đây là một con số, được chưa? Và bên trong này sẽ là nội dung. Đó, anh lấy ví dụ, anh bê cái trang này sang, anh để là page 4, được chưa? Và anh viết ở đây là thẻ phông chữ. Ok chưa? Anh đổi đây thành thẻ phông. Bây giờ anh chạy nó lên như thế này thì kết quả nó không khác gì cả. Đó, bây giờ anh muốn thay đổi cái cỡ chữ và màu chữ cho từng cái đoạn này thì anh làm như thế này. Phông, anh để là size bằng 24. Sau đó anh đóng thẻ lại, đóng thẻ phông lại. Đó. Thì nhìn vào đây các bạn thấy thêm được một điều nữa, đó là đối với thẻ HTML thì bên trong thẻ HTML nó là những thẻ HTML khác. Đó, ví dụ bên trong thẻ P nó là thẻ phông hoặc là nhiều thẻ khác nữa. Ok chưa? Bây giờ anh chạy lên thì các bạn sẽ thấy là cỡ chữ nó thay đổi này. Được chưa? Ví dụ anh để 13 thôi. Đây. Thì các bạn sẽ thấy là nội dung có chữ đã thay đổi. Đó. Ok chưa? Đây. Được chưa các bạn? Đó, ok chưa? Anh để là 10 sao to thế? 8 này. Anh sẽ chuyển đơn vị là pixel vào. Sao nó không thay đổi nhỉ? Anh bỏ không, anh bỏ sai đi. Có vẻ như là nó khá, nó không thay đổi. À đây rồi, rồi thay đổi rồi. Ok, được chưa các bạn? Cụ thể do cách. Đó, ví dụ tiếp theo anh muốn thay đổi màu chữ ở đây thì anh chỉ cần dùng phông color như thế này, và anh sẽ để ví dụ mã màu của anh sẽ là orange. Đó, màu chữ là màu cam như thế này. Đóng nó lại và anh chạy lên. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Màu chữ thay đổi. Và trong đây anh set phông size cho nó ví dụ 8. Đó, các bạn thấy nó to hơn 6 một chút. Đây, ok chưa? Và cỡ chữ đã thay đổi.
ở dưới này chúng ta cũng có thể set phông cho nó đó, và anh để color ví dụ như là yellow được chưa? Thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có cái này, nội dung thay đổi như thế này được chưa các bạn? Và các bạn có thể change cái size của nó lên 4 pixel. 4 thì nó không lớn hơn là bao nhiêu, chúng ta để 9 pixel đó. Ok chưa các bạn? Đó, vậy là chúng ta, các bạn hiểu về thẻ phông chưa? Thì đối với thẻ phông các bạn chỉ cần nhớ cho anh như thế này là đủ rồi. Và thẻ phông nó là thẻ thông thường, thẻ bình thường, nên nó sẽ có thẻ đóng. Được chưa? Anh đi tiếp nhé. Rồi, anh sẽ giới thiệu thẻ tiếp theo. Đó là thẻ thể hiện cho text, thẻ thể hiện cho văn bản. Thì anh sẽ có nhóm các thẻ thể hiện cho văn bản. Sao cơ Hoan? Hoan có vấn đề gì ạ? Các bạn có làm theo anh được không? Có gõ code ở bên đó, ở bên máy của các bạn được không? Tức là các bạn làm theo thì các bạn nhớ sẽ rất là lâu. Rồi ok, anh đi tiếp nhé. Tiếp theo anh giới thiệu cho các bạn nhóm các thẻ thể hiện văn bản. Thể dành cho text. Cho text chính là nội dung văn bản này. Đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ có nhóm các thẻ sau. Thì để các bạn dễ nhớ hơn thì các bạn cứ hình dung khi các bạn soạn thảo văn bản ở trên Word Office ấy. Trên Word Office thì các bạn sẽ thấy là chúng ta muốn in đậm, chúng ta muốn đổi màu chữ, chúng ta muốn tăng cỡ chữ, chúng ta muốn in nghiêng, muốn gạch chân hay là muốn làm gì đó, thì chúng ta sẽ có các công cụ hỗ trợ trên Office. Trong HTML cũng tương tự như vậy. Ví dụ anh có một đoạn văn bản như thế này, ví dụ anh để page 5 có tên là HTML context, anh đã sử dụng như vậy .html, anh tạo ra trang này. Rồi nhóm các thẻ thể hiện cho text. Đó, ok chưa? Anh chạy lên này. Đó, anh chạy trang này lên. Thì hiện tại chưa có gì cả. Bây giờ anh sẽ lấy một nội dung. Anh lấy ví dụ. Anh có cái nội dung này. Đây. Anh copy nó sang. Đó. Chúng ta chạy lại trang này. Đây, thì anh sẽ giới thiệu đầu tiên chúng ta sẽ có thẻ in đậm là thẻ T, là thẻ B, sorry các bạn, bên trong là nội dung nó, và một thẻ cũng dùng để in đậm là thẻ Strong. Đó, ok chưa? Bên trong này cũng là nội dung. Thì cả hai cái thẻ này dùng để in đậm văn bản. In đậm văn bản. Ok chưa các bạn? Anh chạy lên này. Đây. Ví dụ anh muốn in đậm chữ Tokyo và Việt Nam này, thì anh để thẻ P như thế này. Đó, anh chạy lên,
hai bên đúng. Ok chưa, anh chạy lên này. Thì các bạn sẽ thấy là ngay lập tức nội dung này được in đậm. Đó, ok chưa? Anh muốn in đậm cái chữ này. Anh dùng thẻ strong. Và anh đóng thẻ lại. Đó, ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Thì đây là thẻ B và thẻ strong. Thì hai cái nội dung khi mà dùng khi dùng hai cái thẻ này thì nội dung của nó đều được in đậm, có nghĩa là nó giống nhau. Vậy thì hai cái này nó khác gì nhau các bạn? Chắc chắn là nó phải có sự khác nhau đúng không? Thì nó mới sinh ra hai thẻ. Còn nếu mà hai thẻ cùng thực hiện chung một cái chức năng mà lại sinh ra một có hai thẻ cùng tồn tại thì nó sẽ hơi vô lý. Đó. Thì về mặt lập trình thì hai thẻ này ý nghĩa của nó là như nhau và không có gì khác nhau cả về mặt lập trình ấy. Nhưng về mặt cell, thì khi các bạn cell trang web ấy, cell là để mà search trên Google nó lên trang của các bạn sẽ lên tốt theo một cái keyword nào đấy đúng không? Thì khi mà cell ấy, thì thằng strong nó sẽ tốt hơn, sử dụng strong để in đậm ấy, sẽ tốt hơn cho cell, sẽ tốt hơn. Đó, chỉ khác nhau như vậy thôi. Được chưa các bạn? Rồi, anh đi tiếp nhé. Tiếp theo là thẻ gạch chân. Thì chúng ta sẽ có thẻ Y. Sorry các bạn, thẻ U, underline đó. Đây, thẻ này dùng để gạch chân. Bên trong này sẽ là nội dung. Thì cái này dùng để gạch chân. Gạch chân nội dung. Đó, ok chưa? Anh chạy lên. Ví dụ, vẫn cái đoạn văn này anh muốn gạch chân cái nội dung performing này, thì anh chỉ cần dùng cái U như thế này. Đóng nó lại. Ok chưa? Lúc này các bạn chạy lên này, các bạn sẽ thấy có một cái nội dung sẽ được gạch chân ở đây. Ok chưa? Tiếp tục anh sẽ nói đến thẻ tiếp theo, đó là chúng ta có thẻ in nghiêng italics, viết tắt của italics như thế này. In nghiêng cũng đóng vai trò trong cell các bạn này, dùng để in nghiêng. Đó, anh lấy ví dụ quay trở lại trang này, anh muốn in nghiêng cái chữ fill here này thì anh chỉ cần như thế này. Đó, ok chưa? Anh chạy lên này. Đó, các bạn nhìn thấy chữ fill here này nó được in nghiêng, nó đã được in nghiêng rồi. Ok chưa? Đó. Tiếp theo một thẻ nữa thể hiện ở trong văn bản, đó là thể hiện kiểu xóa văn bản. Thì chúng ta dùng thẻ đen như thế này, viết tắt của delete ấy. Bên trong này sẽ là nội dung và đây sẽ là xóa. Anh lấy ví dụ, anh muốn xóa cái chữ format line, anh muốn xóa chữ này line, thì anh sẽ xóa chữ line đây. Anh chỉ cần dùng đeo như thế này, đeo
Thế các bạn nhìn thấy nó sẽ thể hiện là cái nội dung này được xóa. Anh chưa đóng thẻ này các bạn này. Đây. Đóng nó lại. Đó. Nếu không đóng là nó sẽ hiểu từ sau cái thẻ này trở đi sẽ nhận cái thẻ đeo đó. Đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Thì đây anh sẽ thể hiện được là chúng ta vừa xóa cái nội dung này. Ok chưa? Đó. Rồi, thế đối với thẻ văn bản các bạn chỉ cần nhớ cho anh như thế này là được. Là ok, không cần quá nhiều. Thực tế khi mà chúng ta dựng trận giao diện cho một trang, chúng ta dùng không quá 9 thẻ đâu. Không quá 9 thẻ HTML đâu. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp. Thẻ tiếp theo mà anh muốn giới thiệu cho các bạn đó là thẻ liên quan đến thể hiện hình ảnh. Mà thôi, anh sẽ nói thẻ liên kết trước. Hai thẻ đó khác nhau hoàn toàn. Lát nữa nói đến thẻ span anh sẽ so sánh cho. Thẻ liên kết thì trong HTML nó dùng thẻ A, cái mà chúng ta đã vừa dùng, vừa lấy ví dụ ở lúc đầu buổi học ạ. Đó, và bên trong này sẽ có nội dung. Thế đối với thẻ A thì nó sẽ có 3 thuộc tính quan trọng. Đó. Cái thứ nữa là cái này. Và một cái 4 thuộc tính các bạn. Target là gì? Ok chưa? Thì anh sẽ đi giải thích từng thuộc tính này. Thẻ này được gọi là thẻ liên kết. Vậy thì liên kết có nghĩa là sẽ liên kết đến đâu thì thông qua href. Cái này là link liên kết. Liên kết. Title này là mô tả cho liên kết. Mô tả. Làm rõ liên kết. Làm rõ cho liên kết. Được chưa? Alter này là, alter không có, các bạn này. Target này là gì? Quy định cách mở liên kết. Bây giờ anh sẽ giải thích cho các bạn. Ví dụ anh dùng thẻ A này. Anh sẽ tạo ra test 6. 6 và dưới liên kết .html. Đó, anh chạy nó lên này. HTML đó. Thẻ liên kết. Đây, ví dụ anh gọi đến trang Google. Anh chạy trang này lên này. Kích chuột phải chạy lên. Thì các bạn nhìn thấy ở đây cái nội dung hiển thị lên cho anh là Google. Khi mà anh hover chuột vào đó thì nó hiển thị bàn tay như thế này, thì chúng ta gọi đây là liên kết. Khi kích vào thì nó phải chuyển đến cho anh trang Google. Được chưa? Click vào thì nó sẽ phải chuyển đến trang google.com như thế này. Đây, ví dụ anh click vào đây. Đó, thì sau này khi mà các bạn làm web ấy, thẻ liên kết là thẻ mà các bạn dùng nhiều nhất. Được chưa? Ví dụ chúng ta vào trang VNXFX, các bạn nhìn thấy chỉ thấy có thẻ liên kết thôi. Kích vào đây cũng liên kết chuyển trang này. Đó. Kích vào bất kỳ chỗ nào nó cũng chuyển trang. Đây. Đây. Ok chưa các bạn? Đó. Thì thẻ liên kết là thẻ mà sau này chúng ta dùng nhiều nhất trên một trang. Đó.
Ok chưa? Bởi vì sao? Bởi vì thẻ này dùng để mà liên kết, chuyển trang các thứ. Chuyển liên kết, chuyển trang. Ok chưa các bạn? Thì cái HVF này chính là cái trang đích mà chúng ta cần chuyển đến. Đó, cụ thể trong trường hợp này chúng ta chuyển đến trang cuối cùng. Ok chưa? Và nếu mà ở đây anh để thành click như thế này. Và các bạn giả sử các bạn vào một trang web đen, vào một trang web đen mà các bạn nhìn thấy cái link là click như thế này, liệu các bạn có dám click vào không? Rất dễ bị virus hoặc là bị ăn cắp tài khoản hay là bị ăn cắp thông tin. Có đúng không? Nếu mà các bạn vào một trang web đen và nhìn thấy một cái link là click như thế này, chắc chắn là các bạn sẽ không dám click vào. Đấy là điều anh khẳng định. Ok chưa? Đó. Vậy thì nếu mà chẳng may nội dung của chúng ta ở đây là click thật, thì làm thế nào để mà chúng ta có thể giải thích cho người dùng là khi bạn click vào đây thì nó sẽ chuyển đến đâu? Thì lúc này chúng ta sẽ dùng đến thẻ cái thuộc tính title, có nghĩa là mô tả cho cái liên kết này. Ví dụ như là khi bạn click vào đây, chúng tôi sẽ chuyển bạn đến trang đối thủ, sẽ chuyển đến trang đối thủ như thế này. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái bức tường click như thế này, chúng ta hô hô chuột vào đó, chúng ta nhìn thấy được cái thông báo này thì chúng ta sẽ yên tâm hơn, đúng không? Đó, thì đấy là ý nghĩa của thẻ title và cái thuộc tính title, được chưa? Và các bạn nhìn thấy là mỗi lần chúng ta click vào trong cái link này thì nó sẽ chuyển đến trang Google và nó đè lên cái trang hiện tại đây đó. Ok chưa? Vậy thì có cách nào để mà chúng ta khi click vào nó sẽ mở ra trang Google nhưng mà không ảnh hưởng trang hiện tại? Thì chúng ta dùng thuộc tính target và chúng ta dùng giá trị là blank như thế này. Đây, chạy lên này, click rồi. Đó, các bạn sẽ thấy nó sẽ mở sang một tab mới. Đó, ok chưa? Nó sẽ mở sang một tab mới. Đó, và giữ nguyên cái trang gốc. Đó, thì đây là ý nghĩa của thuộc tính target, có nghĩa là nó quy định về cách mở trang, được chưa các bạn? Đây, quy định cách mở liên kết. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về thẻ thẻ hình ảnh, thẻ image. Thì thẻ IMAP nó là một thẻ đặc biệt và nó không có thẻ đóng. Các bạn nhớ cho anh nhé, nó không có thẻ đóng. Đây. Và bên trong thẻ IMAP này nó có một vài cái thuộc tính quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ. Đó là thuộc tính SRC. Được chưa? Tiếp theo đó là thuộc tính gì? Nó là thuộc tính ART. Đó, chỉ cần các bạn nhớ cho anh hai thuộc tính này thôi. Và có hai thuộc tính nữa cũng thường dùng, đó là độ rộng của ảnh hoặc là độ cao của ảnh. Đó. Như thế này, được chưa các bạn? Thì với những thuộc tính độ rộng và độ cao thì chúng ta sẽ chỉ dùng một trong hai thuộc tính trong cùng một thời điểm thôi, chứ trong cùng một thời điểm chúng ta sẽ không được dùng cả hai thuộc tính, bởi vì nó dẫn đến cái việc là bị méo ảnh, nên là trong cùng một thời điểm chúng ta chỉ dùng một thuộc tính thôi. Các bạn nhớ cho anh như vậy là được. Ok chưa? Bây giờ anh đánh ví dụ con thuộc tính SRC dùng để làm gì và thuộc tính
ARC, ART thường được làm gì? Thì bây giờ anh sẽ cùng các bạn làm rõ cái đó. Anh sẽ kiếm một cái ảnh. Anh sẽ kiếm một cái ảnh, các bạn chờ anh một chút. Anh sẽ kiếm một cái ảnh như thế này, ví dụ ở đây anh vào một trang VFX và anh lấy một cái ảnh này, anh lấy cái ảnh bác đầu trọc này, anh sẽ ném vào đây. Thì các bạn tạo cho anh một thư mục là image chứa ảnh như thế này. Đây, anh để là A. Đó, anh như vậy. Lúc này các bạn nhìn thấy là chúng ta có thư mục image. Chúng ta sẽ đưa cái ảnh vào thư mục image. Đó, ok chưa? Đây, trong image của chúng ta có ảnh. Bây giờ anh tạo ra page 7. Thẻ ảnh này chấm HTML đó, ok chưa? Ok chưa các bạn? Và chúng ta sẽ tạo ra một cái trang lượng thẻ hình ảnh, và trong đây chúng ta sẽ dùng image như thế này. Thì anh giải thích ở đây một chút, đó là SRC là đường dẫn của ảnh, đường dẫn của ảnh. ART là mô tả cho ảnh. Còn width là độ rộng của ảnh. Height là độ cao của ảnh. Đó, được chưa các bạn? Đây, như thế này. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xem anh muốn bấm cái ảnh A này vào thì chúng ta sẽ phải truyền cái đường dẫn vào SRC. Được chưa? Chúng ta truyền đường dẫn vào SRC. Và đường dẫn của nó như thế nào thì các bạn để ý cho anh chỗ này vì chỗ này quan trọng. Chúng ta sẽ truyền đường dẫn vào bằng cách là đây, chúng ta sẽ truyền vào này. Thì các bạn thấy là chúng ta đang chạy cái trang page 7 này. Page 7 này nó cung cấp với cái gì? Page 7 này nó cung cấp với thư mục image, nên là từ đây chúng ta sẽ chấm backslash image đó và lấy ảnh ở trong thư mục image a.jpg. Anh chạy nó lên này. Đó. Thì các bạn thấy là lúc này anh đã nhúng được ảnh vào trang này, vào trong trang web của chúng ta. Ok chưa? Nếu mà anh sử dụng thêm width, anh để là 300, thế lúc này ảnh của chúng ta nó sẽ có độ rộng là 300. Đó, ok chưa? Và nếu mà chúng ta dùng thêm 700 thì ảnh của chúng ta chắc chắn là sẽ bị méo. Thì như anh nói đó, chúng ta chỉ dùng một thuộc tính width hoặc là height trong cùng một thời điểm thôi. Nếu mà chúng ta dùng cả hai là chắc chắn sẽ bị lỗi. Đây, các bạn chạy lên này. Đó, kiểu kiểu như vậy. Ok chưa? Nhưng mà nếu mà anh bỏ width đi thì ảnh nó vẫn cân. Đó, có nghĩa là nó tự điều chỉnh để nó làm cân cái ảnh này. Ví dụ 400, các bạn cũng sẽ thấy nó ảnh nó cân hơn rất là nhiều. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Thì anh sẽ để width nhá là 450.
Đó. Tiếp theo anh sẽ dùng thuộc tính ALT như thế này. Anh để đây là bắt đầu chặt. Đây. Nếu mà anh chạy lên thì nó sẽ không hiển thị gì cái nội dung này. Được chưa? Nó sẽ không hiển thị nội dung này. Nhưng nếu mà anh giả sử ở đây anh nhúng vào là ảnh B thì các bạn sẽ thấy là chúng ta không hề có cái ảnh B nào cả. Thì khi chạy lên chắc chắn là sẽ bị lỗi. Và khi lỗi thì nó sẽ hiển thị cái nội dung lên như thế này. Được chưa? Đó, có nghĩa là nếu mà cái đường dẫn ảnh này không tìm thấy thì nó sẽ hiển thị cái ALT lên, nội dung trong ALT lên để nó báo cho người dùng biết là đây là cái ảnh gì. Đó. Ok chưa? Đây. Các bạn hiểu ý nghĩa của từng thuộc tính chưa? Còn nếu mà anh để A lên này thì nó sẽ chạy được bình thường như thế này. Ok chưa các bạn? À, hai cách viết này khác nhau hoàn toàn Cường nhé. Nhưng mà trong HTML thì nó không có sự khác nhau nhiều. Mà sau này các bạn học xong JavaScript và học sang PP, học xong PP thì các bạn sẽ thấy nó khác nhau hoàn toàn. Đó, nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của chương trình nữa. Ok chưa? Rồi, ok. Anh sẽ đi tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu về... Đây, chờ anh một chút. Chúng ta tìm hiểu về thẻ tiếp theo. Anh sẽ nói về thẻ Deep và thẻ Span. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái khái niệm nữa. Đó. Thì tìm hiểu về hai thẻ này thì chúng ta sẽ mở ra được hai khái niệm, đó là kiểu thẻ HTML. Theo các bạn thì có mấy loại? Anh để là loại đi cho nó dễ. Có mấy loại thẻ HTML các bạn? Theo các bạn. Theo các bạn thì chúng ta có mấy loại thẻ HTML? Có bạn nào để ý về cái này không? Có bạn nào để ý thông tin này không? Chúng ta có mấy loại thẻ HTML các bạn? Các bạn có biết không? Rồi ok, anh sẽ giới thiệu luôn. Thì trong HTML nó có 3 loại thẻ HTML. Loại thẻ thứ nhất, khi mà anh kể tên ra đây thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy rất là quen, đó là block. Ok chưa? Loại thẻ nữa đó là gì? Inline. Và loại thẻ nữa đó là thẻ None. Đó, được chưa? Thế đại diện cho từng cái loại thẻ này thì chúng ta có các thông tin như sau. Đối với block thì chúng ta có thể span, à sorry các bạn, chúng ta có thể deep. Đối với inline chúng ta có thể span.
Và đối với năm chúng ta có thẻ Meta và nhiều thẻ khác nữa. Bây giờ anh sẽ giải thích cho các bạn thẻ Block là thẻ như thế nào, thẻ Inline là thẻ như thế nào và thẻ năm là thẻ như thế nào. Mỗi thẻ này nó khác nhau và giống nhau như thế nào và tính chất của từng thẻ đó. Thì bây giờ anh sẽ show cho các bạn. Đây. Anh lấy ví dụ, chúng ta sẽ có một cái ở đây, page 8, kiểu thẻ HTML .html. Đây. Anh chạy trang lên này. Đó. Các loại thẻ HTML. Ok chưa? Ví dụ anh có thẻ div như thế này. Đó, anh có thẻ span như thế này. Và anh có thẻ meta như thế này. Meta ví dụ anh để là content này, hoặc lập trình. Ví dụ anh để là name là gì đó. Ok chưa? Anh chạy trang này lên. Đó, các bạn nhìn thấy như thế này. Các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta chỉ nhìn thấy được nội dung của thẻ div và thẻ span thôi. Còn hai còn thẻ meta thì chúng ta không nhìn thấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là gì? Khi mà anh đưa chuột vào đây, anh đưa chuột vào thẻ div thì các bạn thấy sao? Các bạn nhìn thấy cái đường background chạy từ bên trái sang bên phải cho hết màn hình không? Đây này. Đó, thì nó là độ rộng của thẻ div. Ok chưa? Và chiều cao của nó các bạn nhìn thấy theo cái background cao như này, như chuột anh đưa từ trên xuống này. Đây. Đó là chiều cao của thẻ div. Thì từ đây các bạn rút ra được điều gì? Và anh nói là div thuộc kiểu block. Div thuộc kiểu thẻ block. Có nghĩa là đối với những thẻ thuộc kiểu block thì nội dung của nó, thì độ rộng của nó, độ rộng của thẻ đó, nó sẽ rộng toàn màn hình. Có nghĩa là màn hình rộng bao nhiêu, nó rộng bấy nhiêu. Ok chưa? Và nội dung thì bằng nội dung của nó chứa. Chiều cao thì bằng nội dung mà nó chứa. Đây, các bạn nhìn vào thẻ div đây. Rộng toàn màn hình và chiều cao bằng 18. Đây, 18 ở dưới trên này bằng nội dung mà nó chứa. Ok chưa? Còn đối với những thẻ thuộc kiểu span thì độ rộng của nó bằng nội dung mà nó chứa và chiều cao cũng bằng nội dung mà nó chứa. Có nghĩa là nó không trải dài, trải khắp màn hình, nó không rộng toàn màn hình mà nó chỉ rộng bằng đúng cái nội dung nó chứa thôi. Ok chưa các bạn? Được chưa? Đó, thì đây là sự khác biệt giữa hai loại thẻ block và thẻ inline. Và đối với những thẻ block khi mà nằm cạnh nhau thì nó sẽ nằm thành hai hàng. Đây. Ví dụ div 1 này, div 2 này. Đây, anh có hai thẻ div 1, div 2 thì nó sẽ nằm hai hàng. Tại vì sao? Vì độ rộng của nó rộng toàn màn hình rồi. Nên là nó sẽ phải đẩy cái thằng số 2 này xuống dưới. Đó, các bạn nhớ cho anh tính chất này nhé. Còn đối với thẻ inline khi nằm cạnh nhau thì nó sẽ nằm ngang hàng nhau như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì độ rộng của nó không chiếm toàn màn hình. Nên là khi mà nó màn hình vẫn còn đủ rộng cho thẻ tiếp theo thì nó sẽ nằm lên trên ngang hàng với nhau như thế này.
Ok, các bạn nhớ cho anh nhé. Được chưa? Được chưa các bạn? Rồi, ok. Còn những thẻ mang kiểu inline là gì? Những thẻ mang kiểu là inline, à sorry các bạn, là 5, thì nó đại diện là thẻ meta. Đây, có nghĩa là những thẻ mang kiểu 5 thì nó sẽ không hiển thị lên trên trình duyệt. Đó, cụ thể thẻ meta của chúng ta đây, các bạn có nhìn thấy nội dung của nó ở đâu không? Chúng ta không hề nhìn thấy. Được chưa? Và chúng ta view sổ code lên này. Kích chuột phải view sổ code lên thì các bạn nhìn thấy nó như thế này. Đó. Ok chưa? Được chưa? Đó, nhưng thẻ meta lại có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc sell. Ví dụ anh search một từ khóa là nào, anh thử search từ khóa này xem. Có rất 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 nhiều công ty sàn tech. Đó, thì các bạn nhìn thấy ở đây, các bạn sẽ thấy là đối với việc sell thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, thẻ meta nó sẽ hiển thị ở đây như thế này. Đây, meta sẽ hiển thị ở đây. Được chưa các bạn? Ok chưa? Đó. Thì các bạn nhớ cho anh nhé. Ví dụ anh search là máy laptop đi. Anh search từ khóa laptop thì các bạn sẽ thấy là đây hàng loạt các kết quả trả về và cái việc mà quyết định đến sale nó có tiêu chí, tức là tiêu chí để mà đánh giá sale thì trong đó nó có thẻ meta. Đây, bởi vì sao? Khi mà search thì meta nó sẽ nằm ở đây như thế này. Đó, các bạn thấy chưa? Và những trang nào mà có meta chứa những cái từ khóa và những cái nội dung nó hay ở đây thì nó sẽ dễ lên tốt hơn. Các bạn nhớ cho anh như vậy. Đây, các bạn nhìn thấy chúng ta đang search từ khóa laptop, nhưng các bạn thấy là những trang nào mà có meta chứa từ khóa laptop nó sẽ đánh in đậm lên này. Đây. Đây. Được chưa các bạn? Đây. Đó, ok chưa? Rồi, ok. Thì đấy là ý nghĩa của thẻ meta. Các bạn nhớ cho anh nhé. Tiếp theo anh sẽ nói về hai loại thẻ, đó là thẻ link và thẻ script. Hai thẻ này dùng để làm gì? Một thẻ là dùng để nhúng file CSS vào trong một trang. Cái này anh chưa demo ngay, anh chỉ nói để các bạn nhớ thôi. Thẻ này dùng để nhúng CSS vào trong một trang. Những file CSS vào một trang. Đó, thẻ script thì sao? Dùng để những file JavaScript vào một trang. Các bạn nhớ cho anh nhé. Nhớ cho anh như vậy. Ok chưa? Đó. Tiếp theo anh sẽ giới thiệu cho các bạn khái niệm nữa. Đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về các thẻ form. Các thẻ form này thì các bạn sẽ bắt gặp các thẻ form rất là nhiều. Ví dụ như bạn đăng xuất này, đây thì đây là một form đăng ký tài khoản Facebook. Đây, các bạn nhìn thấy ở đây như thế này, ok chưa? Thì trong HTML nó hỗ trợ cho chúng ta tạo ra các thẻ form. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy các thẻ form ở đây. Đây, input. Đây, input. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về
các thể form. Thì đầu tiên nó là thể form. Như thế này. Nó là thể form. Và trong thể form này nó sẽ có action và có methods. Như thế này. Được chưa các bạn? Đó. Và bên trong này nó sẽ có các thẻ khác. Các thẻ input. Đó. Thì trước khi làm việc vào các thẻ input của form thì anh muốn các bạn hiểu cho anh được ý nghĩa của hai cái thuộc tính trong thẻ form, đó là action và method. Thì đối với action anh sẽ tạm thời để trống, còn method thì anh sẽ có pop và get. Pop hoặc get nhé. Tức là chỉ dùng một trong hai thôi, chứ không dùng cả hai cùng một lúc được. Được chưa? Đó. Vậy thì ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa của thẻ form đầu tiên là ý nghĩa. Cái này rất quan trọng các bạn nhé. Sau này các bạn học xong JavaScript hay là học xong PHP thì các bạn sẽ phải dùng nó rất nhiều. Nên là các bạn nhớ cho anh. Thì ở đây các bạn có hình dung đơn giản như thế này. Đó là mục đích của thẻ form dùng để làm gì? Đó, đầu tiên chúng ta làm rõ mục đích của thẻ form dùng để làm gì các bạn. Theo các bạn hiểu thì thẻ form nó có vai trò như thế nào trên một trang web? Ai có thể cho ý kiến? Để nhận thông tin, tạo các ô tắc. Ừ, rồi ok. Nhưng mà cuối cùng là để làm gì? Theo ý hiểu của các bạn, cuối cùng là để làm gì? Kể cả khi các bạn vào trong trang rồi nhé. Khi các bạn vào trong trang rồi. À, và trong trang Facebook này các bạn cũng vẫn làm việc với rất nhiều thẻ form. Đây cũng là một dạng form. Ok chưa? Khi các bạn muốn comment thì đây cũng là form. Đây, cũng là input form. Đó. Thì các bạn nhìn, các bạn thấy như thế này. Đúng rồi đấy. Hiếu nói đúng đấy. Đúng là gì? Chuẩn hơn thì sẽ là như thế này. À, khi các bạn vào một trang web, ví dụ vào một trang Facebook như thế này thì các bạn thấy là form nó là cổng giao tiếp duy nhất, nó là cái cổng giao tiếp duy nhất giữa người sử dụng với hệ thống. Hệ thống ở đây là hệ thống của Facebook và người sử dụng chính là chúng ta. Đó, giao tiếp ở đây có nghĩa là gì? Ví dụ anh muốn đăng ký một cái tài khoản thì anh sẽ phải nhập thông tin và anh gửi lên trên hệ thống của Facebook, và hệ thống của Facebook nó sẽ nhận được cái thông tin đó và nó sẽ trả về cho chúng ta cái kết quả đăng ký để chúng ta có thể sử dụng được hệ thống của nó. Đó. Chính vì vậy form nó là cái cổng giao tiếp duy nhất giữa người dùng và hệ thống, có nghĩa là đóng vai trò rất quan trọng. Và nó giao tiếp thông qua cái gì? Nó thông qua những cái input, nó giống như là cái tờ khai mà các bạn có từng cái đầu mục các bạn phải nhập vào ấy. Đó. Thì cái form này giống như vậy, nó giống như là cái tờ khai, và mỗi input này nó là một cái tiêu chí các bạn điền vào cái tờ khai đó. Ok chưa? Rồi, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là sau khi các bạn điền thông tin vào form rồi thì các bạn phải gửi đi để giao tiếp mà. Để giao tiếp với form, với hệ thống mà. Thì các bạn phải gửi thông tin đi. Thì chúng ta gửi đi. Gửi đi là gửi đi đâu? Gửi đến hệ thống của Facebook.
thì nói cách khác là nơi tiếp nhận dữ liệu chính là hệ thống của Facebook, thì chính là cái action này chính là nơi tiếp nhận dữ liệu. Ok chưa các bạn? Cái action của form chính là sau này giá trị ở trong cái action này chính là nơi tiếp nhận dữ liệu, được chưa? Còn method là gì? Method chúng ta có nói ở đây là chúng ta gửi dữ liệu đi, có nghĩa là chúng ta truyền dữ liệu đi theo cái phương thức nào đó thì nó là method. Thì các bạn có thể hình dung đơn giản như thế này: khi các bạn muốn gửi một lá thư từ Hà Nội ở trong Hồ Chí Minh thì cái lá thư ở đây chính là cái dữ liệu mà chúng ta muốn gửi đi. Còn ấy, nơi mà tiếp nhận dữ liệu chúng ta gửi cái lá thư đó chính là Hồ Chí Minh, chính là cái action này thì sẽ là Hồ Chí Minh. Còn cái phương thức mà chúng ta gửi cái lá thư đó từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh thì nó là method. Ok chưa? Và chúng ta có thể gửi theo đường hàng không, đường biển, đường bộ hay là bất kỳ một cái phương thức nào đó để chúng ta có thể đem được cái lá thư đó từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh. Thì ở đây nó cũng tương tự như vậy, trong lập trình nó cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta muốn gửi dữ liệu sau khi người dùng nhập xong ở trên form gửi đi thì nó sẽ dùng cái phương thức, nhưng nó phương thức ở đây là phương thức lập trình, nó là tốt hoặc là ghét. Các bạn nhớ đấy, hai cái điểm này nhé. Vì các bạn học về web nên là cái này là kiến thức trọng, kiến thức cực kỳ quan trọng. Ok chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về các thẻ ở trong form. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các thẻ ở trong form. Thì anh sẽ liệt kê ra các thẻ trong form như sau. Đầu tiên là các thẻ input. Chúng ta có các thẻ input. Thì đối với thẻ input thì nó định nghĩa như thế này: input style, đó, sau đó là name, đó, sau đó là volume, như thế này, được chưa các bạn? Đó. Thế đối với style thì nó có 7 loại style, 7-8 loại style. Đây, style là text, style là number, style là email, style là radio, style là checkbox, style là rất nhiều nữa nhé. Đó, cũng có một vài cái kiểu style như thế này: text, number, email, checkbox, hay là style là button và là submit. Đó, kiểu như vậy. Ok chưa? Ngoài ra thì nó có thẻ nữa, đó là thẻ select box. Select thì nó viết như thế này. Thẻ select nó viết như thế này. Đó, bên trong này nó sẽ là option. Đây là anh viết cú pháp trước đấy nhé, option. Và chúng ta sẽ có volume, và bên này nó sẽ là nội dung của cái option này. Nội dung là cái mà hiển thị lên, và trong này nó sẽ có nhiều option. Anh để dấu chấm như thế này, có nghĩa là còn rất nhiều. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có thể text array như thế này. Thì nội dung của nó như thế này. Đó, và nó sẽ có column và có row. Bên trong này sẽ là nội dung. Đó, ok chưa? Ở đây chúng ta có kiểu nữa là reset. Anh sẽ giới thiệu trước đã, sau đó thì anh sẽ giải thích sau về từng cái. Anh giới thiệu rồi, các bạn có thể chủ động làm được nữa. Thẻ select này, đây, nó chính là cái này. Chính là thẻ select.
Đó, nó tạo ra cho chúng ta một danh sách những cái giá trị đã có sẵn để đảm bảo người dùng không không nhập, để người dùng nhập dữ liệu đúng format. Đấy, ví dụ như nhập năm phải là bốn chữ số như thế này. Nếu để người dùng nhập năm theo ý của họ thì có người nhập năm 90 hoặc là 85, 86 kiểu vậy. Ví dụ có người sinh năm 1985 này, họ lại nhập là 85 kiểu kiểu như vậy, thì nó không đúng format theo hệ thống quy định. Thì ở đây nó sinh ra cho chúng ta cái select box như thế này để chúng ta nhập đúng theo cái format đối số như thế này. Đó, được chưa? Có nghĩa là không thể freestyle được mà phải nhập đúng format kiểu kiểu như vậy, ý nghĩa của select box như vậy. Được chưa? Thế đối với từng cái input thì chúng ta chỉ cần thay cái type là được. Đây, tương ứng như thế này. Cái type nó sẽ là text. Đó. Ví dụ như là type ở đây sẽ là number. Type đây sẽ là email. Type đây sẽ là radio. Type ở đây sẽ là checkbox. Như thế này. Hay là type đây là submit. Hay là reset. Thì đây là toàn những thẻ mà chúng ta hay dùng, hay dùng nhất. Ngoài ra chúng ta có thể label. Đó, thì nó viết như thế này. Label. Bên trong này sẽ là nội dung. Được chưa? Tiếp theo nó sẽ là gì? Anh nó có thể Boston. Boston này thì bên trong của nó cũng có nội dung. Cũng có nội dung như thế này. Đó. Thì đây là những thẻ mà chúng ta hay dùng nhất. Ok chưa? Được chưa các bạn? Thì đối với HTML chúng ta còn một buổi nữa để tìm hiểu về các thẻ như là URLi, thẻ danh sách, thẻ table, và chúng ta dựng giao diện với table. Và chúng ta còn các thẻ HTML 5 nữa. Đó, thì anh muốn là sẽ dành toàn bộ cái phần đó cho buổi sau, và demo cái các thẻ form này cũng dành vào buổi sau, cho lúc đó thì chúng ta có thời gian hơn để chúng ta hiểu rõ hơn về từng ý nghĩa của từng thẻ và ý nghĩa của từng cái loại thẻ trong cái form này. Ok chưa? Thì buổi hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ dừng ở đây và dành mấy phút Q&A cuối buổi xem các bạn có thắc mắc hay có câu hỏi nào không. Được chưa? Được chưa các bạn? Thẻ text array đây, dùng như thế này luôn. Đây, dùng như thế này luôn. Text array thì ở đây nó đang không có. Nhưng nếu mà vào trang VinFast này, để cho bạn nhàn có thể xem thấy luôn thì đây, ví dụ các bạn vào VinFast thì các bạn sẽ thấy là ở đây cũng đang không có thẻ text array. Ví dụ chúng ta vào trang VN Effect. Ví dụ như là ở đây rồi, trang này có, trang này mình làm được cho khách của mình nên là giới thiệu luôn. Thì các bạn sẽ có phần dò hàng này. Trang này để không có liên hệ. Rồi ok, test mua hàng thì các bạn sẽ thấy này. À, nó đang hơi chậm. Đó, thêm vào giò này. Đây, chọn phương thức thanh toán này. Đó, thì đây là thẻ text array này. Có nghĩa là đối với input chúng ta chỉ nhập được và không xuống dòng được. Thì đối với thẻ text array nó cho phép chúng ta xuống dòng, có nghĩa là nhập nhiều tin hơn trên cùng một input như thế này.
Đó, đấy là cái thẻ Technology ngàn nhé. À, Thanh, sorry. Đấy là phương pháp học tốt nhất, có nghĩa là chúng ta nắm được cú pháp của từng thẻ rồi thì chúng ta sẽ chạy nó lên, rồi các bạn sẽ nhìn thấy nó hiển thị như thế nào, thì trình duyệt nó nguyên dịch ra mà, thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu nó hơn. Tuy nhiên thì anh cũng sẽ demo cho các bạn, thì buổi hôm nay sẽ chưa demo về các thẻ form ngay, đúng không các bạn? Có clip xem lại nhé. Ok, các bạn có câu hỏi gì cho buổi hôm nay không? Các bạn cứ thẳng thắn trao đổi nhé, học không hiểu đâu hỏi luôn. Bên anh sẽ gửi clip nhé. Bên anh sẽ gửi clip cho các bạn. Ok, anh sẽ làm cái anh sẽ gửi cho bạn cái bộ cài Photoshop, rồi anh sẽ qua TeamViewer hoặc là qua Zoom. À rồi, cái câu hỏi này rất hay đấy. Chúng ta sẽ sử dụng về đây là nhóm kín, nhóm của lớp mình luôn á, tại vì anh không muốn tạo ra nhóm chat, về khi sử dụng nhóm chat thì nó rất là dễ bị trôi bài, nên là chúng ta sẽ sử dụng cái nhóm của lớp học để chúng ta trao đổi. Và khi các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn post lên và trả lời, và những cái câu trả lời hỗ trợ các bạn sẽ ở dạng comment, thì nó sẽ tạo thành một cái bài và nó có một cái chủ đề comment ở đây này, thì chúng ta dễ quản quản lý hơn. Ok chưa? Đó. SEO có nghĩa là SEO tốt từ khóa ấy. Ví dụ như các bạn có trang web, các bạn muốn bán laptop, thì khi người ta muốn laptop kiểu gì cũng là laptop ở Hà Nội này, giả sử như vậy, thì họ sẽ search ra kết quả của rất nhiều trang web, thì cái nào lên đầu thì tỷ lệ bán được hàng sẽ cao hơn. Đó, thì SEO nó sẽ là đi SEO từ khóa này lên tốt, ý nghĩa của nó là như vậy. Ở Mac à, máy Mac đúng không? Ok, máy Mac thì khả năng crack cho Office thì hơi khó đấy, PowerPoint nữa. Nhưng mà Mac mình nhớ là có nó dùng thằng Number này, như Number, Mac nó dùng như Number mà nhỉ? Chính là Excel ấy. Photoshop thì mình không biết, mình dùng Win. Đúng rồi, nhưng mà ở bên nếu mà đang ở bên Mỹ thì dùng Crack thì cũng nguy hiểm hết đấy, nó không dễ dàng như ở Việt Nam đâu. Giờ ok, mình sẽ vẫn cứ gửi bảng Crack xem sao. Ok, các bạn có câu hỏi gì nữa không? Nếu không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi ở đây hôm nay nhé. Thì chúng ta sẽ lớp mình có bài tập, và bạn quản lý lớp bên mình sẽ đăng lên nhóm, quản lý lớp sẽ đăng lên nhóm bài tập cho từng buổi và video nữa. Ok, cảm ơn các bạn. Chào bạn nhé, có bất kỳ câu hỏi là các bạn cứ đăng lên nhóm nhé. Ok, chào các bạn. Để anh lưu lại video.